Xin lời tự động cùng Techcombank. Tiền tự lời, bạn thảnh thơi. Tết Hậu là Tết đoàn viên. Comfy điều hòa châu Âu. Rồi các em nó có gửi tin nhắn như cái thời mà xưa mình chạy show ngoài Hà Nội không? Nói thật là cứ mỗi một show bây giờ mình nhận quà là cứ phải chở một xe quá. Thiệt á. Quá trời luôn. Dễ thương. Chương trình Hành Trình Rực Rỡ, một cái bước tiến mà khá là lớn trong sự nghiệp của em. Và cũng có rất nhiều cái khoảnh khắc vui mà cũng không biết phải kể từ bắt đầu từ khúc nào nữa. Nhưng mà thật sự là nó là một cái gì đó rất là ý nghĩa với cuộc đời của em. Nhiều sự thay đổi quá lớn đối với em mà em cũng không thể nào lường trước được. Trong đó có chương trình mà em tham gia, đó là Rap Việt. Đó là một cột mốc ở trong cái cuộc đời của em luôn. Nên là em rất biết ơn tới chương trình Rap Việt ạ. Đây là một nhân vật kéo lực lượng hùng hậu khán giả của Thái Lan khá Quang Hùng Master D. Khi mà em qua sân khấu của Thái Lan, em hát lên những ca khúc tiếng Việt mà được các bạn ấy hát theo, trời, kiểu như em khóc luôn, em vỡ òa cảm xúc luôn. Con rồng nó cũng có một cái đức tính tốt là nó biết thụ. Biết thụ. Dạ, biết người biết ta, chăm chận không nguy. Đó. Đúng rồi. Thì mình cảm giác là khi mà mình biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi cái thời cơ của mình thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái điều mà mình mong muốn. 16 anh trai rất là bệnh toán trên sân khấu. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự có mặt của tất cả những nam thần này ạ. Bây giờ chúng ta sẽ phỏng vấn một vài người đi ha. Bắp. Ủa? Anh sẽ không hỏi em. Ủa? Anh Hải. Anh Hải, đây coi như là người anh lớn trong nhà đi. Năm qua cũng là một năm rất là nhiều hoạt động của anh Hải. Sau The Masked Singer, cuộc sống anh đã thay đổi như thế nào? Năm qua là một năm rất đặc biệt. Nó đánh dấu cái sự quay trở lại của Hoàng Hải với âm nhạc. Và được rất là nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người. Một năm tràn đầy hạnh phúc. Mà sau cuộc thi đó, rồi các em nó có gửi tin nhắn như cái thời mà xưa mình chạy show ngoài Hà Nội không? Nói thật là cứ mỗi một show bây giờ mình nhận quà là cứ phải chở một xe quá. Thiệt á. Quá trời luôn. Dễ thương. Mà làm sao mà anh lúc nào cũng keep fit hay vậy? Bởi vì mình chạy show nhiều quá, mình đâu có thời gian mình lười biếng đâu. Xuất sắc. Bây giờ các bạn cứ thấy ai là cái người gầy gầy mà keep fit, mà slim fit là đã chạy show nhiều. Mập như tôi thì là ở nhà, ok. Bây giờ Tú chắc chắn là không phải em rồi. Bây giờ Negip đi, với lại Hurricane đâu rồi? Qua đi cưng, qua đi. Rồi về chung nhà nè. Rồi, ok. Năm nay là sau khi Hurricane với lại Negip cũng tham gia rất là nhiều chương trình của Đất Việt thì tụi em cũng đã có rất là nhiều những cái gọi là shining. Thì chương trình nào đối với tụi em là có nhiều kỷ niệm nhất? Dạ, đối với em thì chắc chắn là chương trình Hành Trình Rực Rỡ, một cái bước tiến mà khá là lớn trong sự nghiệp của em. Và cũng có rất nhiều cái khoảnh khắc vui mà cũng không biết phải kể từ bắt đầu từ khúc nào nữa. Nhưng mà thật sự là nó là một cái gì đó rất là ý nghĩa với cuộc đời của em. Ok, còn Hurricane thì sao? Một năm qua thì nó có nhiều sự thay đổi quá lớn đối với em. Mà em cũng không thể nào lường trước được. Trong đó có chương trình mà em tham gia, đó là Rap Việt. Đó là một cột mốc ở trong cái cuộc đời của em luôn. Nên là em rất biết ơn tới chương trình Rap Việt ạ. Cảm ơn em. Thì trong Rap Việt cũng có rất là nhiều gương mặt nổi trội ha. Đây Organus, chúng ta có Captain, chúng ta có Rider. Rồi The Masked Singer năm ngoái em có Vương Anh Tú đây. À, còn có Kỳ Lân Lãng Tử nữa, Dương Edward. Và giới thiệu các bạn, đây là một nhân vật cũng rất là đình đám mà nhiều khi khán giả Việt Nam còn không biết nhiều bằng khán giả của nước bạn nữa. Có nghĩa là cái nhân vật này là một nhân vật kéo lực lượng hùng hậu khán giả của Thái Lan khá Quang Hùng Master D. Cho anh hỏi là cái cảm xúc khi em trình diễn ở bên nước bạn nó có khác gì so với bên mình không? Thì thực sự là cái điều đầu tiên mà em bước chân qua Thái Lan là một cái mà kiểu em choáng ngợp ý ạ. Em không thể tưởng tượng được trong cái sự nghiệp của em lại có một cái điều đặc biệt nó tới với cuộc đời của em như vậy. Em không nghĩ là các bạn fan Thái Lan yêu thích và ủng hộ em nhiều đến như vậy. Cho nên là khi mà em qua sân khấu của Thái Lan, em hát lên những ca khúc tiếng Việt mà được các bạn ấy hát theo, trời, kiểu như em khóc luôn, em vỡ òa cảm xúc luôn. Dạ, được các bạn quốc tế yêu mến, đó là một cái gì đó rất là vinh dự. Chúc cho em thật là nhiều may mắn và sẽ tiếp tục phát triển thật là sôi nổi nữa ở những năm sau nhé. Xin cảm ơn anh ạ. Ok, bây giờ chúng ta bên này có nghệ sĩ rất đa tài nha, Đỗ Phú Quý nha. Vừa làm MC, vừa làm diễn viên hài, vừa ca hát, nhảy múa, là cái gì cũng có chứ. Xem cái gì cũng làm được chứ gì.
Dạ, xin chào tất cả các khán giả của Sống 24. Đây là lần đầu tiên mà em được hội ngộ cùng với tất cả những anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, gặp gỡ tất cả các khán giả của Sống 24 trong dịp rất là đặc biệt là đêm giao thừa như thế này. Em cảm thấy rất là hạnh phúc và em mong là không chỉ với một năm Giáp Thìn đâu mà nhiều năm mới nữa, tất cả những anh chị em nghệ sĩ sẽ cống hiến được thật nhiều cho tất cả các khán giả của Sống ạ. Cảm ơn em. Rồi kế bên Phú Quý là chúng ta có Quân AB Phở nè quý vị ơi. Em chào anh Thành ạ. Năm nay hình như chắc hát nhạc vui hay sao mà mặc đồ xì tai quá vậy? Thực ra thì mấy năm vừa rồi thì mọi người biết đến em là một ca sĩ hát những cái bài hát ballad mà nó hơi chia tay đau khổ một chút. Hướng nội đấy. Dạ. Nhưng mà đến 2024 này thì là một năm mà em nghĩ là khán giả cũng muốn thấy được những cái bước chuyển mình của em. Cái bài vừa xong hôm nay em diễn thì cũng là một cái gì đấy để demo trước cho mọi người. Mong là mọi người sẽ chờ đón một hình ảnh mới của Quân ạ. Cảm ơn ạ. Ok. Rồi quý vị biết rồi, đây đây anh chồng Quốc Dân. Rồi sao em? Dạ. Sao đám cưới lời không? Đầu tiên em xin chào anh Thành, em xin chào tất cả quý vị khán giả. Thực ra cái câu hỏi này cũng hơi tế nhị ạ. Nếu mà nói đám cưới mà lời chắc không lời rồi đó. Tại vì anh biết mà. Dạ. Nhưng mà có một cái em lời, đó chính là em lời tình cảm của tất cả mọi người đã yêu thương em với lại bà xã của em là Buka. Đó, cho nên cái điều đó là cái điều mà em cảm thấy trân quý nhất. Sau cái sự kết hợp này thì rõ ràng là Gin và Bu là được rất là nhiều người yêu thương. Đó là một cái điều gì đó rất là quý báu trong cái sự nghiệp của mỗi một nghệ sĩ khi mà nhận được nhiều tình cảm như vậy. Ok, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi có ở đây rất là nhiều gương mặt các chàng trai khôi ngô tuấn tú và họ đều là những người đã có nhiều thành tích rất là đáng kể trong năm qua. Tại vì năm nay là một cái năm nó giống như một cái năm bản lề khởi điểm cho tất cả những sự mạnh mẽ, kiên cường, bất khuất và nó là một cái năm đầy tính dương. Chúng tôi tìm mọi cách để mang dương khí về trên sân khấu của Sống 24. Đó là lý do vì sao ngày hôm nay rất là nhiều nam thần đẹp trai như vậy và cả vũ đoàn cũng lựa vũ đoàn đẹp nhất Sài Gòn. Quý vị, tôi đứng chính giữa mà tôi áp lực luôn đây nè. Với không khí tưng bừng như vậy, Trấn Thành gọi là tức cảnh sinh tình. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua thì kinh tế rất là khó khăn, cho nên mình bước qua một năm mới. Đối với Trấn Thành là mình sẽ quên hết tất cả những chuyện cũ. Thành sẽ chúc quý vị một năm mới luôn luôn có được những sự chào đón mới bằng hai câu đối như sau. Đó là thoái cựu nghinh xuân, vạn sự hỷ, thăng long tiếp lộc mới tỷ sự thông. Wow. Hay quá Thành ơi. Đối quá trọng anh ơi. Đúng, em đại đúng. Diện cho loài rồng cho hỏi một câu dạ ngây ngô, cái vạn sự hỷ trong câu đối là như thế nào? Vạn sự hỷ, em nói vạn là gì? 10.000 đó. Dạ. Vạn sự hỷ 10.000 niềm vui. Trời ơi. Trời ơi. Mà em nhận được vạn sự hỷ thì em cũng phải trả lại 1.000 nỗi đau bắp à. Ủa sao kỳ vậy? Không có gì mà trọn vẹn hết đúng không? Và thưa quý vị, Trấn Thành cùng với toàn thể anh em xin được gửi đến quý vị một năm mới vạn sự hỷ, tỷ sự thông, chúc mừng năm mới. Và bây giờ trên sân khấu chỉ còn lại 4 chàng trai, và ngoài Trấn Thành ra thì ngày hôm nay Ngô Kiến Huy, Hiếu Thứ Hai và anh Tú sẽ cùng đồng hành với Trấn Thành với vai trò là người dẫn chương trình cho Sống 24. Sao? Hai đứa rén chưa? Kỹ năng cao quá. Nãy giờ em đứng em nghe không hiểu sao tất cả mọi người có thể nhớ được vậy. Giống như anh cũng không hiểu tại sao em lại có thể nhớ đúng. Được hết những cái lời rap đúng không? Sao? Tụi em ổn không? Em ổn. Nhắm làm nổi không? Nhưng bây giờ không nổi thì sao anh? Không nổi thì được. Không, không nổi phải nổi chứ. Không nổi phải làm. Leo lên đây rồi. À, nói chung là hai em cũng không việc gì phải quá lo lắng tại vì có anh với Bắp ở đây. Bây giờ để coi là anh Tú với lại Hiếu Thứ Hai của chúng ta có khả năng về MC hay không. Yeah. Thì anh sẽ đặt ra một câu hỏi đầu tiên đi. Năm nay là năm Giáp Thìn, có nghĩa là năm con rồng. Mà quý vị biết rồi, rồng là đứng đầu trong tứ linh, long lân quy phụng. Mà rồng là cái con dũng mạnh nhất mà nó sống được ở tam giới luôn. Chúng ta có thiên long là rồng trên trời, chúng ta có hải long là rồng dưới biển, rồi địa long là rồng dưới đất. Đây sự thích nghi. Thì tụi em nghĩ coi, trong cái con rồng nó có cái đặc tính gì mà theo em nó xứng đáng được là con vật dẫn đầu đó. Thời gian suy nghĩ 3 giây. 3, 2, 1. Mời Tú. Đúng rồi. Đối với em thì con rồng biết nhiều thứ nha, nhưng mà em sẽ nói về cái công của rồng. Bởi vì đối với em sức công mạnh là công lao hả em? Công là
tính công vậy, công phá. Okay. Đó, em thấy lực là con rồng ở đấy ấy, đại diện cho sức mạnh và sự kiên cường, nghị lực. Người ta phải biết mình đang làm gì, đang ở đâu, và người ta sẽ tập trung vào cái sức mạnh nội tại của bản thân để tiến lên. Đồng ý. Theo Hiếu, đức tính tốt của con rồng là gì? Em nghĩ là hồi nãy mình có biết công rồi. Con rồng nó cũng có một cái đức tính tốt là nó biết thủ. Biết thủ. Dạ. Người ta hay nói một cái câu là biết người biết ta, trăm trận không nguy. Đó. Đúng rồi. Thì mình cảm giác là khi mà mình biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi cái thời cơ của mình thì chắc chắn là mình sẽ đạt được cái điều mà mình mong muốn. Và em nghĩ là cái đức tính đó nó giống như là nó nói về sự trưởng thành vậy. Bởi vì biết nhẫn nhịn và biết chờ đợi nó là một cái điều rất là trưởng thành rồi. Đồng ý. Quá tuyệt vời, xuất sắc. Thầy có khả năng làm MC chứ hả? Dạ, em nói chấm 10 trên 10. Anh em lo. Có công có thủ rồi, bây giờ. Ủa? Thì? Là em. À? À, em tưởng đâu là em được miễn trừ đoạn này. Không, bài test dành cho mọi người. Nếu mà đã công rồi, đã thủ rồi, thì để sử dụng được hai tính năng đó, chúng ta phải biết suy nghĩ. Đó, là công lúc nào, thủ lúc nào. Và con rồng từ ngàn xưa là đại diện cho những cái gì mà nó quyền lực, rồi những cái gì mà gọi thấp đầu. Nên vì thế là những cái suy nghĩ của rồng phải rất là kỹ và nó thích nghi với mọi tình huống trong cuộc sống của nó luôn, để đưa ra những quyết định chính xác. Hay quá, MC thâm niên có khác à. Rõ ràng mình đã thấy rồng nó tượng trưng cho sự dẫn đầu với một cái con vật dũng mạnh nhất, linh hoạt nhất. Vì vậy cho nên năm nay là một năm mà Trấn Thành nghĩ rằng là chúng ta sẽ biết cách để đặt cái sức mạnh mình vào đâu. Như tính công mà anh Tú đã nói, cũng phải biết chờ đợi để thời cơ đến với mình, biết nhẫn nại như là cái tính thủ. Và đặc biệt là chúng ta phải luôn luôn có những kế hoạch cho tương lai lâu dài, mình sẽ đi con đường như thế nào, giống như là biết nghĩ như là Ngô Quyên Huy đã nói. Và một lần nữa thì xin được chúc cho quý vị và các bạn một năm Giáp Thìn thật thành công quý vị nhé. Sống 24 và lúc 19:30 đêm giao thừa trên Vion HTV2 V Channel, on V giải trí, on V Dramas.